Rồi, chào anh em đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Này vệ sinh sạch sẽ, test cho anh em một con sới thùng phi ha. Sở hữu sới thùng phi nhà mình khoảng còn 20 con nha anh em. Nhưng mà nay con này mới về cái sạc đẹp quá, giật chạy luôn rồi thôi. Quay video luôn cho anh em nào, mấy nay cũng nhiều anh dặn ha. Thì làm video này cho anh em nào ưng thì alo em ha. Con này phải nói là đẹp long lanh anh em ơi. Ha. Vô cái máy trước đi anh em ơi. Máy Yanma ha, GA140 ha nè, giờ ốc nè. Từng con ốc luôn, 7 màu hết nha nè. Con này là về nguyên zin, mình chưa có mở gì hết luôn. Nè. Cái bóng cái lọc với cái khóa nó đẹp leng keng nè. Nói chung là về là giật chạy luôn, không làm gì ha. Con này về anh em chịu khó rửa xi bông sạch nha, mình chỉ xịt nước thôi. Ốc ác bên trong 7 màu ha. Bên trước nè. 7 màu hết nha nè. Nó cái bồ nè. Đen mung luôn ha. Đây nó mới chày cọ đâu mà chày chày thôi, đen mung luôn. Con này như là nó mới 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 chạy lướt sao đó, ha. Rồi báo giá cho anh em luôn ha, con này giá 6,3 triệu chưa vận chuyển nha nè, giờ móc nè ha. Thì thường thường mấy con này mình bán tầm 6 triệu anh em, như con này đẹp quá anh em. Con này thì sới nhanh chậm ha. Rồi, số chậm đây nha. Ủa chạy nhanh chậm, chạy chậm đây, chạy nhanh đây. Một số lồi, một số bông no ha. Đó. Ủa bảy số này chạy lồi và số này số sới đó nha. Dịch ốc hát nè. Con nào nấy 7 màu hết anh em ơi. Nói chung là con này xuất sắc. Từ A đến Z ha nè. Máy móc thì thôi, nổ thì thầm thôi. Ốc cái thùng này ốc 7 màu hết ha. Đen mung, bóng lưỡng. Anh nào là cần con này sới thùng phi thì hốt ngay em này đi, chứ khỏi phải suy nghĩ là gì ha nè. Đó. Cái đùi ở dưới nè ha, còn sạch trơn luôn ha, cái gân sới mà nó còn màu luôn nè, nên nó chạy hai chiều ha. Đó, anh thấy không, cái ngược xuôi, cái ngược cái xuôi ha, mình rửa chưa sạch nữa. Rồi test nổ cho anh em ha. Thì con này thì có chế độ chạy lái qua lấy lại, nó bắt cầu ở dưới nè, bật gì thì anh em quá qua lại nó nói nhau nè. Còn anh em bật chế độ gì thì anh em lái nó nhẹ nhàng ha. Đó. Chế độ gì là em đi thẳng ha. Rồi test máy nổ nè, bật công tắc giật thôi, em lên miếng ga này mày. Ru nè mày. Máy phải chạy thì thầm nha nè. Rồi em vô số sới chạy luôn nha nè. Quá im anh em ơi. Ê. Ha, yeah. Nó đang dướng cái chổi này á, nó kêu quá im anh em ơi. Rồi tắt hay tắt thôi, máy chạy là quá đã luôn á. Rồi thì anh em nào có nhu cầu thì alo em ha, giá là giá 6,3 triệu chưa bao gồm vận chuyển nha anh em. Hiếm lắm mới có con máy đẹp như vậy nha nè. Chung là máy thì nhiều, máy 20 con nhưng được con máy đẹp như vậy thì khá hiếm á. Anh nào cần thì cứ alo trực tiếp em, số điện thoại là 0908 875 468 nha nè. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt anh em nha. À quên nữa, sao đi anh em, con này chưa nói ngựa với anh em nữa. Con này 4 ngựa 8 nha nè. Đó, 4 ngựa 8 nha. Tua chậm nè. 4.5 4.8 BS nè ha. Tua nó 1800. Rồi, ok, chào tạm biệt anh em nha.